Chỉ vài phút thôi, trời đang nắng ấm, tự nhiên có một cơn giông đến, rồi mưa đá rớt như thế này, trắng bốc hết cái vườn luôn. Trồng tích lát thôi, quá trời luôn, nhưng rồi tan cũng rất là nhanh. Qua bên hướng này, nhìn khắp nơi, trắng bốc luôn cái khu vườn. Mình phải đội cái nón nè, không thì mưa đá nó rớt lên đầu. Xin chào các bạn. Sáng nay, tưởng là không có mưa, tính ra vườn dọn dẹp, nhưng không ngờ một chút xíu thì mưa đá lại rơi xuống, làm chạy vô nhà không kịp. Nhưng cũng may là ông anh xuống đây chơi, thấy hết mưa rồi, cho nên giúp ông xã để dựng cái cây lên, làm cái hàng rào cho cây thanh long nè. Ông anh làm về construction, sửa nhà cửa mấy chục năm rồi. Mới vừa rồi thì làm cho một người bạn cái sàn gỗ, cũng mới vừa xong, cho nên ghé qua đây chơi. Sẵn đó thì làm luôn cho em gái mình cái hàng rào cây thanh long. Không biết bao giờ mới có trái ăn nha. Nhưng nếu ai cần sửa nhà ở San Jose, Mirvitas hay là San Mateo, Gilroy cũng được. Mấy chục năm kinh nghiệm đó, bảo đảm làm là vui. Còn đây là cái vườn nè. Cái cây của mình hồi kỳ rồi bị chết lạnh á, sẽ cắt xuống hết, tỉa lại. Còn những cái bông như là tulip sắp sửa lên. Đặc biệt là mình chia sẻ với các bạn nào thích trồng những cây hoa đào, rất là đơn giản. Đây, mình lại gần cho các bạn thấy nha. Hoa đào của mình vẫn nở bình thường, lá mọc ra như thế này. Làm sao để trồng nhánh hoa đào cho nó ra như vậy và dễ trồng? Đơn giản lắm, không có khó đâu. Mình cắt những cái nhánh nào mà già nhất, sau đó mình cho vô cái thùng phân luôn. Phân thì mình cũng trồng như là những loại phân mình trồng cây ăn trái hay trồng bông. Mỗi một tuần mình tưới một lần, bình thường thôi. Cây hoa đào sẽ sống, còn ăn trái hay không là tùy mình. Nhưng cây này là cây ăn trái, mình không ăn trái thì mình chỉ cần có hoa là được rồi. Các bạn làm thử đi, chắc chắn là được luôn, vì mình đã trồng rồi, mình biết nè. Lá ra nè, chiếu gần cho các bạn xem nha. Đây, nếu nó chết thì nó đã chết rồi, nhưng không có chết đâu. Nhìn cái chậu hoa này thê thảm luôn, mình phải cắt xuống hết cho nó mọc lên trở lại. Một loại hoa tuy là màu xanh nhưng mà rất là thơm. Chỉ vài phút thôi thì cái cây của mình nó đã trở thành như thế này rồi. Bảo đảm một điều, sẽ đẹp trở lại. Đây là cây quýt mua cả mấy tháng rồi, tới bây giờ trái vẫn như thế này, không thấy lớn lắm nhưng mà càng ngày thấy càng đẹp. Mua hết là 130 mấy đồng, Costco bây giờ bán rẻ quá trời luôn. Nhưng thôi, có một cây là vui rồi. Bây giờ là mình tỉa như thế này nè, đó, để cho nó búng hoa ra, không có tiếc, cứ cắt như vậy đó thì hoa nó sẽ búng ra mới được, còn không á là nó sẽ không có búng hoa ra. Mình đã cắt hết rồi nè. Tháng 2 là tháng mình phải cắt như thế này. Nhưng cây chỗ nào mà nó mọc ra non, mình cắt bỏ bớt đi thì mới có được nhiều trái và nhiều hoa. Chỗ nào non mình không cần thì mình cắt bỏ đi, đừng có tiếc. Nếu tiếc rồi thì sẽ không có ra hoa ra trái được đâu. Như là cái nhánh nè, lúc trước mình cắt á, bây giờ nó bung ra nè. Đây là cái nhánh này cũng vậy nè. Anh làm việc 6 ngày, không có nghỉ ngày nào hết trơn á. Bây giờ một thợ chánh và một thợ phụ nè. Đó, hai người cùng nhau làm. Nhiều lúc mình cũng không có hiểu lắm đâu, cái hàng rào nó nhỏ tí hình ti hà, mà hai người làm là sao? Người nào cũng là thợ chánh hết á. Ông xã mình là giỏi lắm nha, sửa đồ hay lắm, cái gì cũng làm được hết. Nhưng mà có ông anh xuống là thôi đó, ổng không làm đâu, để hết cho anh làm. Dành của ổng rồi, lấy gì ổng làm. Khoe với mọi người nha, bông li li của mình lên nhiều lắm rồi nè, nhưng mà chưa có nở thôi.
Còn bông phocia cũng vậy nè. Đây quá trời luôn, nhiều lắm. Làm xong cái hàng cây hành rong này chắc đẹp lắm đó nha. Hy vọng năm sau là có ra trái ăn nè. Năm nay, năm sau gì nữa. Anh nói là năm nay đó. Không có là anh phải mua cho tôi ăn đấy nha. Chia sẻ với các bạn một điều vui nha. Anh của mình á, ông trồng cái gì á cũng có trái đó. Còn ông xã mình á không có trái. Còn bông hả, là mình trồng thì có bông, mà ông trồng là thôi chết hết à. Nhưng mà điều được có một cái á, mỗi lần trồng gì kêu ông đục cái lỗ hay khoét cái lỗ thì ông làm, đừng có kêu ông trồng gì hết á. Là một hơi mình cũng không để ý. Bây giờ xây qua không hiểu sao, tại sao là thợ chánh thành là thợ phụ, mà còn phụ thành là chánh. Cũng không hiểu gì hết. Bây giờ tiếp tục qua một bên là làm mấy cái trụ như thế này để trồng đầu bí gì không biết. Thợ chánh thì đi mất tiêu, thợ phụ thì làm tiếp tục ở đây nè. Để coi thợ chánh đi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, cắt có mấy cái cây hà, một người cắt rồi một người dựng. Không biết chừng nào mới xong. Có chút xíu ngay đây nè. Làm cái này để mà mình trồng cái gì mình trồng. Hồi nãy nói chứ làm luôn cái này đi. Anh hỏi làm này để làm gì? Đâu biết. Cứ làm đi rồi tính sao. Ngày xưa cái khu vườn của mình á không phải như vậy đâu, đẹp lắm. Nhưng mà nói với ông xã giờ lớn tuổi rồi, phải cho mình có cái sức sống ở ngoài vườn. Làm như vậy á mình sẽ không có bệnh. Ở trong nhà riết rồi sẽ bị cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm, không có gì làm, với nằm suy nghĩ bậy bạ. Còn ra cái vườn này nè, cứ làm đi, sao cũng được hết á, miễn bận rộn là được rồi. Đẹp hay không là do mình ra mà thôi. Thấy đẹp thì nó sẽ đẹp, mà xấu thì nó sẽ xấu. Nhưng có xấu cũng là của mình, đẹp cũng là của mình. Khoe với các bạn cái cây hoa mai nè, ra bông đẹp ghê không. Đó, kế bên có tượng Phật nè. Đó. Thấy thích quá ha. Khu vườn của mình bây giờ như một bãi chiến trường. Mình đang tỉa mấy cái cây khô trong này. Mấy cái chậu này á đẹp lắm. Có hai loại hoa, mùa hè và mùa spring. Là hoa fuchsia nó lên đủ màu trong này hết. Sau hết mùa hoa rồi thì bắt đầu là mùa hè thì loại hoa khác lên nữa. Cứ tiếp tục như vậy lên cho hết tháng 10 luôn. Đây những cái cây hoa của mình á, mình cắt xuống nè. Bây giờ thì không có đẹp đâu nha, vài tháng nữa hoa nó nở đẹp lắm. Đây mình cho qua coi cái khu này nè. Lâu rồi á có chia sẻ với các bạn đó, mấy cái củ trồng xuống nè. Bây giờ nó lú lên rồi nè. Đó, nụ nè, có con chim nó ngó nè. Thấy thích quá ha. Hoa đẹp lắm á. Màu vàng. Sẵn dịp anh đi xuống kêu rồi đóng gỗ cho nhà người bạn, xong rồi anh ghé qua đóng luôn cho cái cây như thế này để hè đến trồng bầu bí gì đó. Anh nói cứ nói hoài mà không có làm, sẵn đóng luôn những cái cây gỗ nè cho cây thanh long nó leo lên. Một ngày dọn dẹp khu vườn nhưng đang làm nửa chừng thì lại mưa bão, chạy cho vô rồi chạy cho ra. Ông xã cũng làm luôn mấy cây như thế này đóng lên. Hoa lily thì ra nụ rất là nhiều. Hoa tiên nữ màu vàng. Hoa tiên nữ của mình mọc nhiều lắm rồi. Tulip cũng vậy. Chỉ đợi đến mùa hè là hoa sẽ nở thôi. Một hai tháng nữa là khu vườn của mình đẹp lắm. Nhà mình thì đã có hoa này rồi, nhưng vẫn thích mua thêm. Trồng xuống cho mỗi năm, mỗi nơi có hoa rất là đẹp luôn. Đặc biệt là loại hoa bên này nè. Bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới tìm được. Cho nên rất là vui luôn. Hy vọng hè này hoa lên rất là nhiều. Để quay cho các bạn xem. Ông chả của mình thích trái blueberry. Cho nên hôm qua mình đi Home Depot bán một cây, thấy cũng tốt lắm. Cho nên mình mua về để mình trồng. Nhưng không có nói với ông xã. Khu vườn của mình thì không có ong, cho nên mình phải mua mấy cái chậu lavender để trồng xuống cho ong
Về đây hút nhị thì như vậy, mình trồng bầu bí, su su thì mới có trái nhiều. Mới mua được ở Costco, hai hộp này mỗi hộp 2 cây hoa hồng đỏ và vàng. Bây giờ hai người, một chồng và một người anh, tiếp tục ra trước làm cái sân trước, trồng 4 cây hồng xuống. Trồng có 4 cây bông hồng thôi mà tới 3 người làm, 2 người cuốc lỗ, 1 người trồng xuống. Người trồng xuống là mình. Làm xong rồi giờ mình thở luôn đó. Đây là còn một cái nữa là xong rồi. Đây, cây bông hồng trước cửa nhà, lối đi giữa cách 2 căn nhà, nhà mình với nhà bên kia. Khi mà hoa lên chắc là đẹp lắm đó nha. Đây những cái thành phần là để bón phân nè, cho tốt nè. Làm cho một thùng trộn đều hết lên, sau đó cho xuống đất hết một lần luôn. Vì vậy cho nên mình không có cần phải phân tách ra, rải cái này rồi rải cái kia. Còn đây là bịch trân châu nè, mình mua 2 cubic 50. Mua có 20 đồng ở Home Depot đó, mình mua online rẻ hơn. Đây là cái thùng nước mưa nè, mình đã bỏ hết tất cả vào đây, mình quậy như thế này. Mình để tới 8 tiếng, ngày mai bắt đầu mình sẽ tưới hết khu vườn của mình. Còn nói về phân thì cách trộn của mình cũng đơn giản lắm. 7 phần phân, 2 phần cát, 1 phần trân châu trộn đều hết. Mình sẽ cho nước vào đây để 7 ngày sau thì mình mới trồng. Chứ không có trồng liền, bởi vì phân cần phải có cái độ ẩm. Thì như vậy khi mình trồng tất cả những loại cây ăn trái hay là trồng trong chậu hay ngoài đất thì rễ sẽ mọc rất là nhanh. Trứng gà nè, cà phê và trứng gà mình cũng không cần phải bóp nhuyễn lắm đâu, cho vào như thế này. Cây ớt nhà mình vẫn chưa có tỉa cho nên hôm nay là mình phải tỉa xuống hết. Còn đây là hoa của mình nè, quá trời luôn. Đây là những nụ hoa đang sắp sửa nở rồi. Hoa túc cầu mùa này thì nó sẽ khô, nhưng đến mùa hè ra rất là nhiều hoa đẹp lắm. Cây bông giấy thì đã cháy cho nên phải tỉa xuống hết. Nhà thì có một cây chanh và cây quýt nhưng không bao giờ hái ăn, cho nên lúc nào thấy cái khu vườn của mình cũng đẹp là nhờ có 2 cây này. Còn đây là những chậu mà mình trồng bông tulip nè, lily ra rất là nhiều. Năm nay mưa gió nhiều quá. Khu vườn của mình thì lúc nào cũng có giỏ trứng gà và cà phê như thế này. Cây của mình thì năm nào hoa cũng nở rất là nhiều. Ngoài trời bây giờ gió và lạnh lắm, mình ra vườn để coi những cái cây bông hoa của mình, những cái lá nào mà bị thối đi mình phải bứt bỏ để cho hoa nó có chỗ bung ra. Cho nên mình ra đây một chút xíu coi cái khu vườn của mình như thế nào. Xung quanh thì mọi thứ thì cũng gọn gàng lắm. Những cái bông của mình nè sắp sửa sẽ ra hoa. 1-2 tháng nữa là mình sẽ trồng bầu bí hay su su, ủ qua cho leo lên cái vàng như thế này. Anh mình đã đóng cho mình 2 bữa trước.